Chào mừng quý đồng nghiệp đến với chuỗi hội thảo trực tuyến năm 2022 với chủ đề xử trí toàn diện đái tháo đường tiếp 2 và các bệnh lý đồng mắt. Và cái bài giảng ngày hôm nay tôi sẽ trình bày với quý đồng nghiệp đó là cập nhật chẩn đoán biến chứng thần kinh ngoại biên trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Phần trình bày của tôi sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. Thứ nhất là dịch tễ học của bệnh thần kinh ngoại biên trên người đái tháo đường thứ hai là chẩn đoán bệnh lý thần kinh ngoại biên trên người đái tháo đường và thứ ba là các cái nguyên tắc điều trị bệnh lý thần kinh ngoại biên trên người đái tháo đường thì cái phần đầu tiên chúng ta sẽ nói về mặt dịch tễ học à, thì ở cái sơ đồ này quý đồng nghiệp có thể thấy đây là phân loại bệnh thần kinh đái tháo đường theo hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ vào năm 2017 thì chúng ta có thể thấy rằng cái bệnh thần kinh đái tháo đường là một phổ bệnh rất là rộng trong đó người ta chia thành ba cái nhóm chính cái nhóm A này đó là những cái bệnh thần kinh lan tỏa thì ở đó ta thấy A1 đây á tức là cái bệnh thần kinh ngoại biên à, do đái tháo đường ta hay gọi tắt á, là cái DPN hoặc là bệnh đa dây thần kinh đối xứng ngọn chi ta hay gọi tắt á, là cái DSBN như thế này à, cái loại A2 á, chính là những cái bệnh lý thần kinh tự chủ à, do đái tháo đường đó là những cái biến chứng ở trên hệ thống tim mạch tiêu hóa tiết niệu sinh dục hoặc là những cái rối loạn chức năng của à, vận động cũng như là hạ đường huyết không nhận biết hay là những cái bất thường về chức năng của đồng tử à, một cái loại khác đó là à, những cái loại ít có điển hình hơn đó là bệnh một dây thần kinh hoặc là một cái bệnh của rễ thần kinh Vậy thì trong cái bảng phân loại bệnh thần kinh do đái tháo đường này chúng ta có thể thấy thì cái loại A 1 này là chính là cái bệnh thần kinh ngoại biên á, chính là một cái à, biến chứng thần kinh do đái tháo đường thường gặp nhất, điển hình nhất và nó cũng được nghiên cứu nhiều nhất, có nhiều cái bằng chứng về cái hiệu quả điều trị nhất cho đến nay, thì đó cũng là cái chủ đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài giảng ngày hôm nay. thì tại sao chúng ta phải quan tâm tới cái bệnh lý thần kinh ngoại biên? bởi vì cái bệnh lý thần kinh ngoại biên do đái tháo đường đó là một cái bệnh chứng, một cái biến chứng mãn tính thường gặp trên bệnh nhân đái tháo đường, thường là kiểm soát kém và nó có thể dẫn đến các cái uh, vấn đề như là đau, nóng rang tê, yếu cơ, loét bàn chân và à, lâu dài có thể đưa tới cái biến dạng sạc cô và thậm chí là có thể đưa đến cái đoạn chi à, cho bệnh nhân đái tháo đường. Thì à, đứng về mặt dịch tễ học tại Hoa Kỳ á, ta thấy rằng một cái nghiên cứu của à, khảo sát về cái sức khỏe và à, dinh dưỡng của Hoa Kỳ vào khoảng năm 2000 à, trên à, những cái bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên có hoặc không có đái tháo đường. Thì người ta thấy rằng là so với cái người không bị đái tháo đường thì rõ ràng là cái tỷ lệ mắc các cái bệnh lý chi dưới ở người đái tháo đường nó tăng cao bất kể đó là cái bệnh động mạch ngoại biên chi dưới, bệnh thần kinh ngoại biên hay là cái loét nhiễm trùng bàn chân. Thì riêng về cái biến chứng mà thần kinh ngoại biên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ ở cái người không bị đái tháo đường nó xuất hiện khoảng 13,3% trong khi nó tăng lên tới hơn gấp đôi ở người đái tháo đường tức là 28% trăm và đặc biệt là cái biến chứng thần kinh ngoại biên ở trên người có đái tháo đường chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà có triệu chứng nó chỉ chiếm có 1 phần 3 thôi còn lại 2 phần 3 là những cái bệnh lý thần kinh ngoại biên nhưng mà nó hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng thì đứng về cái dịch tễ học ở khu vực Đông Nam Á chúng ta ta thấy rằng những cái nghiên cứu ở Singapore ở Myanmar hoặc là Thái Lan cho thấy cái biến chứng này nó gặp với tỷ lệ khoảng 1 phần 3 À, còn ở các nước như Malaysia, Philippines và Indonesia thì cái tỷ lệ nó lên tới hơn 50%. Tuy nhiên mình để ý là trong cái nghiên cứu này những cái nước như là Malay, Philippines và Indonesia người ta chẩn đoán cái bệnh thần kinh ngoại biên dựa vào cái cái phương tiện cận lâm sàng đó là đo cái tốc độ dẫn truyền thần kinh. Còn trong khi đã ở ba cái nước đầu tiên thì họ chủ yếu là dựa vào cái khám. Đức khám thực thể thôi. Cho nên rõ ràng nó có cái sự chênh lệch về cái tỷ lệ bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường à, chúng ta sẽ đưa đến cái vấn đề dịch tễ học khác nhau. À, tùy thuộc vào cái phương pháp để mà người ta chẩn đoán bệnh là gì. À, vậy còn Việt Nam chúng ta thì như thế nào? Ở đây quý đồng nghiệp có thể thấy là trong nghiên cứu Diabetes Care à Asia của Việt Nam á, thì cái tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 ở Việt Nam trong một cái nghiên cứu À, bao gồm 1.631 bệnh nhân với tuổi trung bình là 63 đó, thì thấy rằng cái biến chứng thần kinh ngoại biên nó gặp với cái tỷ lệ là khoảng 37,9%. thì cái biến chứng này chúng ta thấy là nó uh, với tỷ lệ khá là cao, nó chỉ có thua cái biến chứng mắt là khoảng gần 40% thôi. vậy thì cái biến chứng thần kinh ngoại biên là một cái biến chứng thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường uh, tại Việt Nam, cứ khoảng 3 người mắc đái tháo đường thì sẽ có một người là bị biến chứng thần kinh ngoại biên và cái con số 37.9% mà chúng tôi tô đỏ ở đây là để quý đồng nghiệp ta nhớ là trong cái câu hỏi post-test chúng ta sẽ có một câu hỏi về cái biến chứng thần kinh ngoại biên ở trên người đánh thái đường Việt Nam là gặp cái tỷ lệ bao nhiêu phần à, trăm đó là về cái tỷ lệ mắc bệnh vậy còn cái gánh nặng nó đưa đến về mặt chi phí điều trị thì như thế nào đây là một cái nghiên cứu à, được công bố vào năm 2020 nó dựa trên cái dữ liệu từ gần một triệu tư bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 trên 30 tuổi của bảo hiểm y tế Việt Nam á người ta thấy rằng à, những người bệnh nhân mà có có đái tháo đường á thì cái chi phí điều trị á, nó tăng gấp đôi so với những người đái tháo đường mà không có biến chứng. Thì trong số những cái biến chứng của đái tháo đường á, thì người ta thấy rằng biến chứng tim mạch nó làm tiêu hao tới khoảng à, hơn 200 triệu đô la trong cái cái nghiên cứu này à, và đứng hàng thứ nhì á, đó là cái biến chứng thần kinh, biến chứng thần kinh ngoại biên với gần 100 triệu đô la chi phí điều trị cho bệnh nhân. Bất kể đó là cái chi phí cho bệnh nhân phải nhập viện, chi phí điều trị ngoại trú, chi phí nhập cấp cứu, chi phí cho những cái thuốc không phải đái tháo đường hay là chi phí trực tiếp cho cái thuốc để mà điều trị giảm đường huyết. Thì như vậy thì biến chứng thần kinh ngoại biên không những là một biến chứng thường gặp mà nó còn gây tiêu hao cái cái chi phí điều trị rất là lớn, chỉ đứng sau cái biến chứng tim mạch ở người đái tháo đường tiếp 2 trên 30 tuổi tại Việt Nam. Vì vậy thì sang cái phần thứ hai này chúng tôi sẽ nhắc lại một số cái nguyên tắc về chẩn đoán bệnh lý thần kinh ngoại biên ở người đái tháo đường. Thì chúng ta thấy rằng cái đây là một cái sơ đồ cũng tương đối là đơn giản nói về cái cơ chế bệnh sinh của biến chứng thần kinh ngoại biên trên cái người đái tháo đường tiếp 2 và đây là những cái từ viết tắt được sử dụng trong cái sơ đồ này thì chúng ta thấy rằng thực ra trên lâm sàng ta thường hay gặp hai cái loại đái tháo đường chính là tiếp 1 và tiếp 2 thì cái người đái tháo đường tiếp 1 biểu hiện là bằng những cái ô màu vàng ở đây là họ chủ yếu đưa đến cái biến chứng thần kinh ngoại biên thông qua cái chuyện là giảm tiết insulin và giảm cái C-peptide trong khi ở người đái tháo đường tiếp 2 thì nó có sự đan xen giữa cái vấn đề đề kháng insulin và rối loạn lipid máu như là tăng triglycerid LDL À, cholesterol giảm HDL cholesterol và tăng các cái axit béo tự do thì tất cả những cái rối loạn ở người đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 này nó có chung một cái mẫu số đó là tình trạng tăng đường huyết thì à, những cái cơ chế này nó sẽ đưa đến cái thứ nhất là nó làm tăng những cái gốc oxy à, phản ứng tăng những gốc nitơ phản ứng nó gây hủy hoại những cái ADN gây ra những cái stress cho cái mạng lưới nội bào tương làm rối loạn chức năng của ti thể nó làm tổn thương tế bào và gây ra những cái À, tổn thương không có hồi phục dẫn đến à, cái tế bào thần kinh nó sẽ bị phá hủy và gây ra cái biến chứng à, thần kinh ngoại biên. Tuy nhiên ta thấy rằng những cái con đường à, bệnh sinh này á nó không chỉ ảnh hưởng lên trên những cái dây thần kinh đâu mà nó ảnh hưởng cả những cái à, cơ quan khác như là thận như là võng mạc đó là những cái biến chứng mạch máu nhỏ thường hay gặp ở trên người đái tháo đường cả tiếp 1 lẫn tiếp 2. Do đó một khi cái người đái tháo đường mà đã có biến chứng thần kinh ngoại biên thì chúng ta nên đi tầm soát những cái biến chứng mạch máu nhỏ khác như là thận, võng mạc xem nó có tổn thương đồng thời hay không. Nếu nó có nhiều cái biến chứng võng nhiều cái biến chứng vi mạch cùng một lúc thì cái điều đó củng cố cái chẩn đoán là biến chứng thần kinh ngoại biên này là do cái đái tháo đường nó gây ra. Và đây là một cái sơ đồ một lần nữa nó nói lên cái tính phức tạp của cái biến chứng thần kinh ngoại biên ở cái người đái tháo đường nó sẽ là có cái sự à, hòa quyện của nhiều cái, cái bất thường về bệnh sinh khác nhau thành những cái chuỗi đó là đề kháng insulin hay là béo phì à, tăng đường huyết rối loạn lipid máu à, tích tụ những cái gốc oxy phản ứng hay là những cái tổn thương của ti thể à, tình trạng chết theo chương trình của các tế bào thần kinh cái quá trình viêm hay là cái quá trình mất cái atp cung cấp năng lượng từ cái ti thể cho những cái sợi thần kinh và trong cái sơ đồ ở bên tay phải này chúng ta thấy rằng ở một cái người mà có chuyển hóa bình thường á, thì ti thể cung cấp năng lượng đảm bảo cho chức năng bình thường của các cái neuron thần kinh như thế này ngược lại ở cái người bị tiền đái tháo đường và đái tháo đường tiếp 2 ở đây á, chúng ta thấy rằng cái rối loạn chức năng của ti thể dẫn tới thiếu ATP cung cấp năng lượng nó làm cho cái sợi trục của thần kinh nó bị thoái hóa một cách trầm trọng đi từ ngọn chi và nó lan dần về cái phía gốc chi của người bệnh Vậy thì những cái yếu tố nguy cơ của cái bệnh thần kinh ngoại biên trên những người đái tháo đường tiếp 1 người ta thấy nó tương đối là đơn giản bởi vì nó chỉ xoay quanh cái vấn đề về đường huyết và huyết áp thôi vậy thì những người mà có tăng huyết áp có tăng đường huyết thời gian đái tháo đường kéo dài có hút thuốc lá có hba 1 c cao có bmi hoặc là triglyceride, cholesterol cao thì những người này sẽ có nguy cơ mắc bệnh thần kinh ngoại biên cao hơn tuy nhiên ở trên cái người đã tháo đường tiếp 2 thì vấn đề nó rất là phức tạp bởi vì ngoài cái chuyện đường huyết á, thì nó lại có những cái yếu tố khác đi kèm thì ở đây người ta liệt kê ra tất cả những cái yếu tố nguy cơ có thể làm gia tăng cái biến chứng thần kinh ngoại biên cho người đã tháo đường tiếp 2. thì cái số lượng dấu cộng ở đây càng lớn thì nó chứng tỏ nó là cái mối liên quan giữa cái yếu tố nguy cơ đó với cái kết cục là biến chứng thần kinh ngoại biên nó càng mạnh ở đây người ta thấy rằng có ba cái yếu tố có xuất hiện ba cái dấu cộng đó là gì đó là thời gian đái tháo đường kéo dài, đó là tình trạng tăng đường huyết không kiểm soát được và lớn tuổi. Và đây là ba cái yếu tố khiến cho cái à, làm gia tăng cái bệnh thần kinh ngoại biên lên. À, rất là nhiều lần và trong đó thì cái thời gian mắc bệnh đái tháo đường và tuổi là yếu tố không tác động được nhưng mà riêng cái tình trạng tăng đường huyết là yếu tố chúng ta có thể tác động được bằng các biện pháp điều trị khác nhau để có thể làm giảm được cái nguy cơ biến chứng thần kinh ngoại biên à, cho bệnh nhân. Với còn ở cái à, những cái yếu tố mà hai à, cộng đó, tức là tiền đái tháo đường, à, cái thể hình cao hoặc là có à, tăng huyết áp, có béo phì, có hội chứng chuyển hóa, có những cái stress về oxy hóa, thiếu vitamin D, yếu tố di truyền. À, hoặc là ít hoạt động thể lực nó cũng làm gia tăng cái à, biến chứng thần kinh ngoại biên cho bệnh nhân còn những cái yếu tố mà một cộng á, là những cái yếu tố mà có mối liên quan đến mức độ trung bình thôi trong đó ta thấy đứng hàng đầu đó là cái vấn đề về dao động đường huyết nếu đường huyết dao động càng nhiều thì biến chứng thần kinh ngoại biên nó sẽ càng nhiều thì trong những slide sau sẽ có những cái minh chứng cụ thể hơn à, hay là chúng ta thấy rối loạn lipid máu hút thuốc lá à, hoặc là có đề kháng insulin nghiện rượu à, rồi à, có tình trạng à, hoạt hóa tiểu cầu thì đây cũng là những cái yếu tố mà có thể khiến cho cái biến chứng thần kinh ngoại biên nó xuất hiện nhiều hơn và một cái vấn đề quan trọng nữa trên lâm sàng chúng ta cũng thấy đó là cái vấn đề thiếu vitamin B12 do sử dụng metformin và cái biến chứng thần kinh ngoại biên thì đây là một sơ đồ người ta giải thích lý do tại sao những cái bệnh nhân mà sử dụng metformin lâu ngày là có thể bị thiếu vitamin B12 à, bởi vì thứ nhất là ta thấy có tình trạng giảm bài tiết những cái yếu tố nội tại từ cái tế bào thành của dạ dày thứ hai là tình trạng tăng tích tụ cái vitamin B12 ở gan dẫn đến cái sự thay đổi à, à, phân bố ở mô và cái sự chuyển hóa của vitamin B12 và thứ ba là tình trạng thay đổi nhu động ruột non nó dẫn tới sự phát triển quá mức của vi khuẩn ruột non và tiếp theo đó là sự ức chế hấp thu phức hợp à, yếu tố nội tại cũng như là vitamin B12 ở đoạn xa của hồi tràng và thứ tư là chúng ta có thể thấy à, đó là cái tình trạng à, có sự can thiệp của metformin vào sự gắn kết phức hợp yếu tố nội tại và vitamin B12 ở cái thụ thể tế bào hồi tràng và cuối cùng đó là cái sự thay đổi chuyển hóa và tái hấp thu những axit vật dẫn tới suy giảm các cái vitamin B12 đi vào chu trình gan ruột. Chúng ta biết rằng vitamin B12 là một cái yếu tố rất quan trọng trong cái quá trình tái tạo cái tế bào thần kinh. Do đó, cái việc thiếu vitamin B12 do sử dụng metformin lâu ngày có thể đưa tới làm gia tăng cái bệnh thần kinh ngoại biên cho người đái tháo đường. À, thì đây là một cái nghiên cứu à, người ta thực hiện để đánh giá cái mối liên quan giữa cái à, liều metformin chúng ta sử dụng và cái nồng độ của vi, vitamin B12. Thì chúng ta thấy rằng nó có một cái mối tương quan ngược, tức là liều metformin sử dụng càng cao thì cái nồng độ vitamin à, B12 nó sẽ càng thấp. Và bên cạnh đó cái liều sử dụng mà metformin càng cao thì à, chúng ta cũng thấy là cái, à, cái thang điểm à, Toronto, tức là cái thang điểm Lâm Sàng, của bệnh thần kinh ngoại biên nó sẽ càng nặng hơn và cái nghiên cứu này người ta theo dõi thì người ta thấy cái mối liên quan giữa các cái yếu tố như là thời gian đái tháo đường kéo dài à, hoặc là đặc biệt là có sử dụng metformin đó, thì nó làm gia tăng cái nguy cơ bệnh thần kinh ngoại biên có ý nghĩa thống kê và cái thời gian sử dụng metformin à, nếu mà ông ta lấy là lại dưới một năm là là chuẩn đi nó làm tăng khoảng 23% đi thì cái thời gian điều trị từ 1 tới 4 năm hoặc là trên 4 năm nó làm tăng cái nguy cơ bệnh thần kinh ngoại biên lên hơn 2 lần cho tới gần 6 lần. Và cái liều sử dụng metformin mà càng lớn, tức là chia thành các cái mức là dưới 1 gram, 1 gram tới 2 gram hay là trên 2 gram, thì chúng ta thấy là cái liều càng lớn thì cái nguy cơ xuất hiện biến chứng thần kinh ngoại biên nó sẽ càng nhiều. Vậy thì ở trên lâm sàng liệu cái vấn đề này nó có ảnh hưởng tới cái thực hành của ta hay không thì hiện nay cũng chưa có một cái khuyến cáo cụ thể là khi nào chúng ta nên định lượng vitamin B12 ở những cái bệnh nhân đái tháo đường mà có sử dụng metformin tuy nhiên một số tác giả thì người ta đưa ra những cái ý kiến cá nhân á tức là nếu như một cái bệnh nhân đái tháo đường có sử dụng metformin mà họ có cái bệnh lý thần kinh ngoại biên biểu hiện trên lâm sàng hoặc là bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu to hoặc là người ta sử dụng cái liều metformin hơn 1 500 mg một ngày và kéo dài à, có thể là trên 6 tháng thì ta nên cân nhắc à, chúng ta đo cái nồng độ vitamin B12 để xem bệnh nhân có thiếu hay không thì chúng ta bổ sung. Vậy thì, thì quay trở lại với cái bệnh lý thần kinh ngoại biên ở trên người đái tháo đường thì chúng ta sẽ thấy rằng à, về triệu chứng lâm sàng nó sẽ có ba cái vấn đề nổi trội như thế này. Thứ nhất là những cái bệnh lý về thần kinh sợi nhỏ thì cái thần kinh sợi nhỏ nó chịu trách nhiệm cho cái vấn đề cảm thụ đau cũng như là cái cảm giác bảo vệ do đó bệnh nhân bị tổn thương cái sợi nhỏ thì cái triệu chứng cơ năng người ta thường là cái cảm giác nóng rát hoặc là cảm giác bị điện giật hay là bị, um, bị 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 kim đâm bệnh nhân có thể là bị tăng nhẹ cảm đau hoặc là loạn cảm đau và cái triệu chứng thực thể ta khám được thường nó là cái bất thường về cái nhận cảm nhiệt nóng lạnh hoặc là bất thường về uh, cái cái um, cảm giác mà mà kim đâm. À, sau một thời gian nếu mà đã có cái bất thường về cái sợi nhỏ thì nó sẽ có xuất hiện cái bất thường trên cái sợi thần kinh lớn có myelin hóa thì cái chức năng của cái sợi thần kinh lớn đó là cái vấn đề về nhận cảm áp lực và thăng bằng. Do đó về triệu chứng cơ năng bệnh nhân thường là sẽ có than phiền là có tê hoặc là ngứa rang hoặc là có Uh, mất cái thăng bằng và đứng về mặt mà triệu chứng thực thể thì chúng ta thấy ở đây á, là bệnh nhân có thể có những cái bất thường uh, như là khám cái phản xạ góp khám về cái nhận cảm rung âm thoa hoặc là khám về cái monofilament 10g hoặc là chúng ta khám về cái uh, cảm giác mà, mà, mà định vị á, nó sẽ có sự bất thường ở trong đó và uh, bên cạnh cái bất thường về thần kinh sợi nhỏ và thần kinh sợi lớn này chúng ta sẽ thấy cái đặc điểm của bệnh thần kinh ngoại biên ở trên người đái tháo đường đó, nó sẽ biểu hiện là đối xứng hai bên và nó đi từ cái ngọn chi hướng về phía gốc chi và nó tiến triển dần dần, dần theo cái thời gian là như vậy như thế thì uh, cái biến chứng thần kinh ngoại biên với những cái biểu hiện như vậy nó có thể đưa tới cái hậu quả là làm cho bệnh nhân giảm chất lượng cuộc sống uh, bởi vì chúng ta cứ tưởng tượng là một cái người mà lúc nào cũng có cảm giác nóng uh, bỏng rác bị cảm giác như điện giật kim châm cảm giác đau đớn như vậy thì chắc chắn là người ta sẽ không có một cái cuộc sống được thoải mái rồi và cái vấn đề kế tiếp nữa đó là khi mà nó đau nhất nó kéo dài như vậy thông thường ở người đái tháo đường thì nó lại tăng về đêm cho nên nó khiến cho bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ thì lâu ngày họ sẽ bị rối loạn lo âu bị trầm cảm bên cạnh đó thì những cái bất thường về cái thần kinh sợi lớn nó làm cho bệnh nhân mất cái thăng bằng như vậy cho nên người ta sẽ bị thay đổi dáng đi nó không có còn đi đứng một cách vững vàng nữa và có thể làm tăng nguy cơ té ngã do mất thăng bằng và những cái bàn chân uh, nó sẽ chịu áp lực một cách thay đổi khi mà người bệnh bị thay đổi và dán đi cho nên lâu ngày nó sẽ có những cái vấn đề như là bàn chân uh, biến dạng ngón chân có hình búa do người ta phải tìm cách bấu chặt những cái ngón chân xuống đất để giữ thăng bằng à, cái, um, cái trục của bàn chân nó sẽ bị lệch và nó xuất hiện những cái nốt chai do gia tăng áp lực những cái lỗ đáo do những cái um, tổn thương nó đâm thủng cái uh, lớp bảo vệ của da À, biến dạng bàn chân sạc cô Và có thể làm gia tăng cái nguy cơ đoạn chi Và một khi mà bệnh nhân đái tháo đường đã bị đoạn chi Thì cái nguy cơ tử vong nó sẽ tăng sau đó và Có thể là do những cái biến chứng khác Đi kèm của đái tháo đường Nó xảy ra cùng đồng thời với lại Cái bệnh lý Về cái thần kinh ngoại biên Và ở đây chúng ta có thể thấy á là một cái triệu chứng thần kinh ngoại biên nó xảy ra trên cái người đã tháo đường, thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt. À, với những cái bệnh lý à, khác, nó cũng có thể gây ra những cái biểu hiện như vậy. Đó có thể là những bệnh lý chuyển hóa như là rối loạn chức năng của tuyến giáp, như là suy thận, những cái bệnh lý hệ thống như là viêm mạch, à, thoái hóa dạng bột, những cái bệnh nhiễm như là HIV, nhiễm à, viêm gan virus B, những cái bệnh lý về viêm, như là người thấy cái cidb tức là bệnh lý à, đa rễ thần kinh, À, mất myelin do viêm mãn tính, các tình trạng về thiếu hụt dinh dưỡng như là thiếu hụt các vitamin nhóm b, à, những cái hóa chất sử dụng ở trong công nghiệp, vấn đề về rượu bia, à, sử dụng amiodarone hoặc là sử dụng thuốc để hóa trị cũng có thể gây ra những cái bệnh lý thần kinh ngoại biên tương ứng, hoặc là bệnh nhân bị ngộ độc những cái kim loại nặng, à, hoặc là những cái vấn đề bệnh lý về à, bệnh lý thần kinh di truyền. Thì đây là tất cả những cái chẩn đoán phân biệt về cái bệnh lý thần kinh ngoại biên trên người đái tháo đường mà chúng ta sẽ phải chú ý. Và xét về cái khía cạnh mà thời gian xảy ra triệu chứng nó cũng là một cái gợi ý để chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt. Thì đối với bệnh lý thần kinh đái tháo đường chúng ta thấy thường là nó xảy ra một cách mãn tính, kéo dài hơn 6 tháng. Bên cạnh cái bệnh thần kinh đái tháo đường thì nó còn có những cái bệnh như là CIDB, như những bệnh thần kinh di truyền hoặc là những cái bệnh lý thần kinh do thuốc. À, hóa trị. Nhưng nếu một cái triệu chứng nó diễn tiến một cách bán cấp, tức là nó chỉ xuất hiện từ vài tuần tới vài tháng thôi thì chúng ta xem có thể là do vấn đề bị thiếu hụt dinh dưỡng, à, vấn đề về độc chất, à, những cái bệnh lý thần kinh do nguyên nhân tự miễn hoặc là hội chứng cận ung thư. Thế còn nếu như triệu chứng thần kinh mà xuất hiện cấp tính, nặng lên trong vòng vài ngày thôi đó thì chúng ta thấy rằng có thể có cái hội chứng gulang hay là bị bạch hầu hoặc là nhiễm một số cái kim loại nặng hoặc là cái biến đổi bệnh lý thần kinh trong cái bệnh nặng thì rõ ràng là cái triệu chứng thần kinh mức độ cấp tính của nó xuất hiện nó cũng gợi ý cái nguyên nhân cho chúng ta và các đồng nghiệp chúng ta cần phải lưu ý cái thời gian xuất hiện bệnh để chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt cái biến đổi về thần kinh ngoại biên trên người đái tháo đường thì đây là một cái bản à, của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ vào năm 2022, họ hướng dẫn cho ta cái quy trình tầm soát và chẩn đoán cái à, bệnh lý thần kinh ngoại biên trên người đái tháo đường. Thế thì đầu tiên á, cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải hỏi bệnh sử một cách chi tiết à, để chúng ta tìm ra những cái yếu tố nguy cơ của bệnh thần kinh ngoại biên như là thời gian mắc bệnh kéo dài, à, bệnh nhân lớn tuổi, à, có hội chứng chuyển hóa, có béo phì, có rối loạn lipid máu, có thể hình cao, à, có à, những cái tiền sử té ngã trước đó hay không và sau cái phần hỏi bệnh sử này chúng ta sẽ đi vào cái phần đánh giá những cái triệu chứng cơ năng của bệnh lý thần kinh sợi nhỏ bệnh lý thần kinh sợi lớn và tương ứng với đó là sẽ là những cái triệu chứng thực thể những cái test thăm dò trên lâm sàng để chúng ta có thể chẩn đoán và sau khi đã tới cái bước này rồi thì chúng ta thấy sau ở cái bước 3 này chúng ta phải đánh giá xem liệu triệu chứng của bệnh nhân nó có phân bố đối xứng hai bên và nó có biểu hiện theo cái kiểu mang găng mang vớ tức là nó đi từ cái ngọn chi về phía gốc chi hay không nếu có thì gần như chúng ta chẩn đoán được là có bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường không cần phải làm thêm cận lâm sàng còn nếu như nó biểu hiện không có đối xứng hai bên hoặc là chúng ta nghi ngờ có những chẩn đoán phân biệt trong cái bản mà chính cái uh, nguyên nhân khác chúng ta cần phải chú ý lúc nãy thì chúng ta có thể cần phải uh, chuyển bệnh nhân đến cho các cái chuyên khoa uh, về thần kinh để người ta khảo sát và làm thêm những cận lâm sàng chuyên sâu để giúp chẩn đoán phân biệt. Và lúc thì cái bước năm là cái bước mà làm thêm cận lâm sàng là cái bước mà thường ít có chúng ta cần đến trên thực tế lâm sàng thì đây là cái khuyến cáo tầm soát và chẩn đoán cái biến chứng thần kinh ngoại biên cho người đái tháo đường cả tiếp 1 và tiếp 2 thì chúng ta thấy rằng cái việc đánh giá này chúng ta cần phải thực hiện ngay ở cái thời điểm chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 và ở cái thời điểm 5 năm sau khi chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1 và nếu bình thường thì chúng ta cần phải tầm soát là ít nhất một lần mỗi năm sau đó và ở bệnh nhân tiền đái tháo đường mà có triệu chứng thần kinh ngoại biên thì chúng ta cũng xem xét tầm soát cái biến chứng này cho họ thì cái việc đánh giá của chúng ta sẽ bao gồm hỏi bệnh sử thăm dò cái cảm giác nhiệt và cái cảm giác kim châm tức là đánh giá cái chức năng sợi nhỏ và chúng ta làm cái cảm giác rung âm thoa để đánh giá chức năng sợi lớn và tất cả những bệnh nhân thì chúng ta phải thực hiện cái monofilament 10g mỗi năm một lần để đánh giá nguy cơ lét chân và đoạn chia cho bệnh nhân và trong cái gai lai này người ta cũng nhấn mạnh là hiếm khi chúng ta cần đo điện điện cơ hoặc là chuyển bệnh nhân đến cho chuyên khoa thần kinh thăm khám ngoại trừ những trường hợp là lâm sàng không có điển hình tức là À, bệnh nhân có thể có cái biểu hiện thần kinh vận động nó ưu thế hơn là thần kinh cảm giác hoặc là cái triệu chứng thần kinh nó diễn tiến nhanh nó không có phù hợp với cái diễn tiến mạng tính của đái tháo đường hoặc là cái biểu hiện của nó không có đối xứng giữa bên trái và bên phải hoặc là cái chẩn đoán ta không có rõ ràng nghi ngờ nguyên nhân khác thì chúng ta cần phải chuyển đến chuyên khoa thần kinh để họ có thể giúp ta chẩn đoán phân biệt là cái biểu hiện này có phải là do đái tháo đường hay không hay là do một cái nguyên nhân khác ở à, đây là một cái đồng thuận chuyên gia thần kinh của toronto canada thì chúng ta thấy rằng họ sẽ chia thành bốn cái mức độ chẩn đoán cái bệnh thần kinh ngoại biên đối xứng ngọn chi của người đái tháo đường thế thì nó sẽ có bốn cái cấp độ cái cấp độ đầu tiên tức là có thể bệnh nhân có bệnh thần kinh ngoại biên tức là bệnh nhân hoặc là có triệu chứng cơ năng hoặc là có triệu chứng thực thể phù hợp với bệnh lý này nhưng nếu bệnh nhân vừa có triệu chứng cơ năng và vừa có triệu chứng thực thể luôn thì họ chẩn đoán là có nhiều khả năng là bệnh nhân bị cái bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường nếu bệnh nhân vừa có triệu chứng cơ năng hoặc thực thể và vừa có cái minh chứng bất thường về cái uh, dẫn truyền thần kinh đó, tức là đo điện cơ đó, thì họ sẽ chẩn đoán xác định trên lâm sàng là có bệnh thần kinh ngoại biên còn nếu bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng cơ năng và thực thể nhưng mà chỉ có bất thường trên điện cơ thì họ xếp vào cái nhóm bệnh thần kinh ngoại biên dưới lâm sàng như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng thực tế là nó không cần đến cái bất thường về điện cơ này nếu mà mình chỉ cần dựa vào triệu chứng cơ năng triệu chứng thực thể trên những đối tượng có nhiều cái yếu tố nguy cơ và đã loại trừ những cái nguyên nhân có thể uh, đi kèm thì chúng ta có thể chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường theo cái đồng thuận chuyên gia của Toronto thì trong cái phần cuối cùng á, chúng tôi sẽ nhắc tới một số cái nguyên tắc điều trị bệnh lý thần kinh ngoại biên ở cái người đái tháo đường thì chúng ta có thể thấy đây là một cái sơ đồ đơn giản để người ta minh họa cho mình cái nguyên tắc điều trị ở cái trung tâm của cái sơ đồ này chúng ta thấy là một cái bệnh nhân đái tháo đường mà có cái biểu hiện đau thần kinh thì cái cái điều quan trọng nhất chúng ta phải làm đó là phải làm sao kiểm soát được đường huyết một cách tối ưu và ổn định ở đây chúng ta thấy nó có hai cái vế good và stable tức là đường huyết phải đặt mục tiêu và thứ hai cái ổn định ở đây tức là chúng ta phải làm sao đừng có để đường huyết nó dao động quá mức thì cái vấn đề mà dao à, động đường huyết nó có ảnh hưởng như thế nào để bệnh lý thần kinh ngoại biên thì chúng tôi sẽ trình bày trong những cái slide kế tiếp chúng ta sẽ lưu ý cái khía cạnh này cái vấn đề thứ hai á, là về điều trị thuốc giảm đau cho cái người đái tháo đường có bệnh thần kinh ngoại biên thì chúng ta thấy hàng đầu là những cái thuốc chống động kinh như là pregabalin hoặc là gabapentin thứ thứ hai nữa là những cái thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc chẳng hạn như duloxetine là hàng đầu và thứ ba chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc chống trầm cảm ba vòng à, và những cái điều trị tại chỗ như là những cái miếng dán capsaicin 8% như thế này còn cái sử dụng opioid thì chúng ta thấy là nó có cái uh, cái hình gạch bỏ đây tức là sao tức là ADA người ta khuyến cáo là không có nên sử dụng opioid một cách thường quy bởi vì cái nguy cơ gây nghiện uh, cho bệnh nhân à ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái điều trị không sử dụng thuốc uh, đó là chúng ta uh, can thiệp về mặt lối sống cho bệnh nhân cũng như là những cái phương pháp uh, điều trị cao cấp như là kích thích cái uh, tủy sống của người bệnh thì cái cái phần này cũng là cái phần rất là chuyên sâu của bác sĩ thần kinh ta thực hiện và chúng ta lưu ý là cái việc điều trị thường là điều trị phối hợp đa mô thức chúng ta phối hợp nhiều thuốc với nhau cũng như là phối hợp giữa cái điều trị uh, sử dụng thuốc và điều trị không dùng thuốc cũng như thậm chí là sử dụng cả một số cái thực phẩm chức năng đã có nghiên cứu để làm cải thiện cái triệu chứng đau cho cái người bị uh, biến chứng thần kinh uh, ngoại biên do đái tháo đường. Thế vì sao người ta thấy rằng kiểm soát đường huyết là trung tâm của điều trị bởi vì uh, cái đường huyết cao mà kiểm soát kém uh, nó là cái yếu tố nguy cơ hàng đầu tiên lượng rất là mạnh cho cái biến chứng thần kinh ngoại biên thì những cái nghiên cứu trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 cho thấy á, cái kiểm soát đường huyết một cách tích cực chẳng hạn như trong nghiên cứu DCCT à, thì à, đã khẳng định nó là làm giảm rất có ý nghĩa làm sàng à, cái à, biến chứng thần kinh ngoại biên thế còn trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì những nghiên cứu mà kiểm soát đường huyết tích cực thì cho thấy là có thể làm giảm à, một cách khiêm tốn cái biến chứng thần kinh ngoại biên thôi cái điều này cũng dễ hiểu bởi vì trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thường là nó sẽ đang xen nhiều cái yếu tố nguy cơ đưa đến cái biến chứng thần kinh ngoại biên không chỉ riêng gì cái tình trạng tăng đường huyết ngoài ra nó còn có hội chứng chuyển hóa có có tăng huyết áp tăng lipid máu rồi có hút thuốc lá nghiện rượu vân vân trên cái người cao tuổi thì này do đó thì cái hiệu quả đơn thuần của cái việc mà kiểm soát đường bước tích cực nó sẽ không có rõ giống như là đái tháo đường tiếp 1 trong cái việc mà giảm cái biến chứng thần kinh ngoại biên và một cái vấn đề là người ta xem cái phương pháp để mà chúng ta uh, sử dụng kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân như thế nào thì uh, trong cái nghiên cứu Bari uh, 2d kéo dài khoảng 4 năm người ta so sánh hai cái liệu pháp điều trị cái IP này tức là người ta sử dụng những thuốc mà cung cấp insulin chẳng hạn như là tiêm insulin là sử dụng sulfonylurea hoặc là Clinix. còn cái ES này là những thuốc mà làm tăng nhạy cảm với insulin, chẳng hạn như là metformin hoặc là TZD. thì người ta thấy rằng những thuốc mà làm tăng nhạy cảm với insulin đó, nó sẽ có cái tỷ lệ xuất hiện cái biến chứng thần kinh ngoại biên có vẻ nó ít hơn là những cái thuốc mà cung cấp insulin cho bệnh nhân, thì đó là một cái nghiên cứu quan sát thấy được cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai cái phương pháp điều trị làm giảm đường huyết cho bệnh nhân trên cái khía cạnh là xuất hiện cái biến chứng thần kinh ngoại biên và ở trên lâm sàng nó còn một cái à, bệnh lý à, cũng rất là đặc biệt nữa mà ta thấy nó dưới tắt là cái chữ mà tind này tức là à, những cái bệnh thần kinh do đái tháo đường mà xuất hiện do điều trị thì người ta quan sát thấy à, người ta định nghĩa thấy cái bệnh thần kinh đái tháo đường do điều trị đó là cái tình trạng đau thần kinh hoặc là rối loạn chức năng thần kinh tự chủ khởi phát một cách cấp tính trong vòng 8 tuần lễ à, sau khi chúng ta cải thiện đáng kể kiểm soát đường huyết Thông thường là nếu như chúng ta kiểm soát Hb1c mà nó giảm hơn 2% trở lên trong vòng 3 tháng thì bệnh nhân có thể xuất hiện cái đau thần kinh một cách trầm trọng hơn. Thì sơ đồ này cho chúng ta thấy là à, trong vòng 3 tháng nếu như Hb1c mà nó giảm càng nhiều á, ví dụ đây từ 2% cho tới 7% thì cái tỷ lệ mà xuất hiện cái bệnh thần kinh do tháo đường nó nó càng trầm trọng hơn. Và không chỉ riêng vì gì cái 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 bệnh thần kinh đái tháo đường mà cả những cái biến chứng thần kinh tự chủ khác như là cái bị hạ huyết áp tư thế này, ngất hoặc là tiền ngất này, hoặc là bệnh nhân có cái cái cảm giác là không có thèm ăn hay là bệnh nhân bị đổ mồ hôi nhiều hay là bị những cái biến chứng về võng mạc hay là tiểu albumin, ta thấy rằng nếu như cái mức độ giảm Hb1c trong vòng 3 tháng mà nó càng càng nhiều á thì nguy cơ xảy ra những cái biến chứng này nó sẽ càng nhiều hơn như vậy thì à, trên lâm sàng nếu mà chúng ta có kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân mà trước đó là bị tăng cao mãn tính thì chúng ta nên lưu ý là mình sẽ cho giảm đường huyết xuống một cách từ từ thôi không có nên quá tích cực trong thời gian ngắn nó sẽ làm gia tăng rất nhiều cái biến chứng mà bên cạnh cái biến chứng thần kinh ngoại biên một cái vấn đề mà nãy giờ tôi đã nói nhiều lần đó là cái về dao động đường huyết và bệnh thần kinh ngoại biên thì ở đây chúng ta có thể thấy là những cái Gần đây là người ta hay sử dụng cái phương tiện theo dõi đường huyết liên tục để người ta đánh giá một cái trị số gọi là time in range. Time in range tức là cái khoảng thời gian mà đường huyết nằm trong cái mục tiêu từ 70 tới 180. Á. Thì người ta quan sát thấy rằng những cái bệnh nhân mà có cái tổng thời gian mà đường huyết nằm trong mục tiêu mà càng ít, á, dưới 40%, á, thì cái nguy cơ xuất hiện cái bệnh thần kinh biên nó sẽ cao nhất. Kế đến là những người có time in range từ 40 tới 69%, và những người mà có time in range mà từ 70% trở lên á, thì rõ ràng là biến chứng thần kinh ngoại biên nó ít nhất như vậy trong cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thần kinh ngoại biên chúng ta cũng lưu ý bên cạnh làm sao đưa đường đường huyết đạt mục tiêu thì làm sao chúng ta phải chú ý đến cái chuyện mà chống cái dao động đường huyết nghĩa là không để đường huyết nó lên cao hoặc là nó hạ xuống thấp quá xa với một cái biên độ rộng như vậy thì nếu như time in range mà nó càng cao đường huyết càng nằm trong cái khoảng mục tiêu này thì nó sẽ càng chống cái biến chứng thần kinh ngoại biên được được tốt hơn và một cái vấn đề nữa là trong cái nghiên cứu Steno 2 là cái nghiên cứu về kiểm soát đa yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân đái tháo đường. Thì người ta thấy rằng nghiên cứu này nó có tổng cộng là 160 bệnh nhân. Người ta chia thành hai nhóm, mỗi nhóm là 80 bệnh nhân ha. trong đó một nhóm sẽ điều trị tích cực tức là giảm HbA1c dưới 6,5% kiểm soát cholesterol dưới 4,5 mmol trên lít, dưới 1,7 mmol trên lít, huyết áp tâm thu và tâm trương dưới 130 trên 80, có sử dụng thường quy cái thuốc ức chế men chuyển và aspirin. Trong khi cái nhóm thường quy thì HB1C dưới 7,5%, cholesterol và triglycerid máu lần lượt là 6,5 và 2,2 mmol trên lít. Huyết áp mà dưới 160 trên 95, không sử dụng ức chế men chuyển và không sử dụng aspirin. Như vậy thì cái nhóm điều trị tích cực họ sẽ kiểm soát đồng bộ đa yếu tố nguy cơ tim mạch và chuyển hóa chứ không chỉ riêng gì cái đường huyết. Còn cái nhóm thường quy thì họ sẽ kiểm soát một cách lỏng lẻo các yếu tố này hơn. Và kết quả chúng ta để ý là cái biến chứng thần kinh tự chủ và cái biến chứng thần kinh ngoại biên ở cái nhóm kiểm soát đường huyết tích cực đó, nó giảm đi rất có ý nghĩa so với những cái người mà kiểm soát đường huyết một cách thường quy thậm chí người ta theo dõi tới 13 năm sau khi bắt đầu tham gia nghiên cứu nó đều có cái cái ít lợi này như vậy một cái bài học từ nghiên cứu Steno2 cho chúng ta thấy là để mà kiểm soát được cái biến chứng thần kinh ngoại biên cho người đã tháo đường đó, bên cạnh kiểm soát đường huyết thì chúng ta phải chú ý là đánh vào đa yếu tố nguy cơ khác nhau nó sẽ giúp cho cái vấn đề giảm được cái biến chứng đó nó được chắc chắn và nó sẽ kéo dài lâu lâu bền hơn. Cho nên cái khuyến cáo điều trị của ADA cho đến nay chúng ta thấy rằng ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 thì kiểm soát đường huyết chặt chẽ là được khuyến cáo mức độ A để làm giảm đáng kể cái tỷ lệ bệnh đa dây thần kinh. Còn ở người đái tháo đường tiếp 2, à, đặc biệt là những người mà có bệnh à, thần kinh ngoại biên tiến triển, có đa yếu tố nguy cơ, nhiều bệnh lý đồng mắt thì cái bệnh thần kinh ngoại biên nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ là riêng cái đường huyết không. Cho nên kiểm soát đường huyết chặt chẽ đơn thuần có hiệu quả nó khiêm tốn hơn và chúng ta cần phải cá thể hóa mục tiêu điều trị cho từng cái đối tượng cụ thể. À, trên những bệnh nhân tiền đái tháo đường có hội chứng chuyển hóa và đái tháo đường tiếp 2 thì vấn đề thay đổi lối sống để phòng ngừa bệnh thần kinh ngoại biên là được khuyến cáo mạnh mẽ à, và cái thuốc điều trị giảm đau hàng đầu được lựa chọn chính là cái pregabalin và duloxetine. À, còn gabapentin thì cũng là một cái điều trị giảm đau hàng đầu được lựa chọn, tuy nhiên cái mức độ khuyến cáo nó thấp hơn bởi vì nó ít có nghiên cứu hơn thuốc chống trầm cảm ba vòng chẳng hạn như amitriptyline nó cũng có hiệu quả nhưng ta cần chú ý nguy cơ tác dụng phụ của nhóm này và đặc biệt chúng ta cũng nhắc lại một cái nữa đó là cái opioid nó không được xem là điều trị hạng thứ nhất và thứ hai do nguy cơ gây nghiện và có nhiều biến chứng thì nó sẽ được đưa vào tới hạng thứ ba à, đây là cái sơ đồ hướng dẫn lựa chọn thuốc điều trị đau cho bệnh nhân đái tháo đường thì sau khi một bệnh nhân đái tháo đường mà có cái triệu chứng đau thần kinh mà chúng ta không chắc chắn được đau này có liên quan đến đái tháo đường hay không á thì chúng ta cần phải chuyển cho bác sĩ uh, thần kinh để họ đánh giá. Chứ còn nếu như ở đây mà nó uh, phù hợp với cái diễn tiến của bệnh thần kinh ngoại biên Cho nó háo đường thì chúng ta cần phải đánh giá các bệnh lý đồng mắt uh, khả năng xuất hiện các tác dụng phụ, vấn đề về tương tác thuốc, chi phí điều trị để chúng ta lựa chọn khởi đầu một trong ba cái nhóm, hoặc là cái pregabalin hoặc là gabapentin, đó là cái thuốc mà chống động kinh. Thứ hai là những thuốc mà ức chế táp thu serotonin như là dulocetin venlafaxine và thứ ba thì chúng ta có thể xem xét thuốc chống trầm cảm ba vòng. Và nếu như bệnh nhân không đạt được cái giảm đau có ý nghĩa lâm sàng thì chúng ta có thể đổi chuyển đổi giữa một trong ba cái nhóm thuốc này hoặc là chúng ta phối hợp các cái nhóm thuốc này với nhau. Và nếu như không đạt được cái cái hiệu quả giảm đau như mong muốn mặc dù đã áp dụng cả hai cái chiến lược A và B này đó thì chúng ta có thể thêm uh, tramadol hoặc là ketabam uh, tab, tabentadon là cái thuốc uh, opioid. Và nếu mà vẫn không có đạt được cái hiệu quả giảm đau nữa thì chúng ta nên chuyển cho cái bác sĩ chuyên khoa phần thần kinh để họ có cái hướng chẩn đoán phân biệt cũng như là điều trị phù hợp và đây là một cái bảng nó cho chúng ta thấy cái liều khởi đầu cái liều đích các tác dụng phụ cái cơ chế của các cái nhóm thuốc giảm đau thần kinh được ưa chuộng hiện nay cho cái điều trị biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường như là pregabalin gabapentin hay là duloxetine amitriptyline venlafaxine hay là cái tabatadon ngoài ra thì nó còn có những cái điều trị hỗ trợ à, như là các thực phẩm chức năng à, hoặc là chúng ta thấy gần đây có nổi trội lên cái vai trò của alpha lipoic acid hay là cái benfotiamine các vitamin nhóm B à, vitamin E magie vân vân thì đây là những cái điều trị được xem là hỗ trợ bởi vì cái bằng chứng nghiên cứu nó không có mạnh bằng những cái điều trị giảm đau hàng thứ nhất thứ hai và cái chi phí điều trị cũng tương đối là đắt do đó chúng ta nên à, cân nhắc sử dụng trên từng cái trường hợp cụ thể về mặt chi phí về mặt khả năng chi trả và thảo luận với bệnh nhân để có cái 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 phát đồ điều trị nó phù hợp nhất. À, ngoài ra thì ADA cũng nhắc chúng ta là cái điều trị biến chứng thần kinh ngoại biên cho người đã tháo đường chúng ta không bao giờ quên cái điều trị thay đổi lối sống, bao gồm à, vận động hoạt động thể lực, cái à, hoạt động về kháng lực à, giữ thăng bằng, à, chống cái tình trạng à, lối sống tĩnh tại hoặc là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. thì tất cả những cái vấn đề thay đổi lối sống này nó không chỉ giúp ích cho cái biến chứng thần kinh ngoại biên mà nó còn có lợi cho những cái uh, biến chứng khác như về tim mạch về hô hấp uh, về béo phì vân vân và chúng ta thấy là những điều trị thay đổi lối sống này và chủ yếu là nó sẽ đánh vào cái cơ chế làm gia tăng cái hiệu quả kiểm soát đường huyết và chúng ta cũng biết đó là kiểm soát tốt đường huyết nó sẽ làm giảm được cái nguy cơ cũng như là cái tiến triển xuất hiện cái bệnh thần kinh ngoại biên cho người đái tháo đường một cái vấn đề cũng rất là quan trọng, chúng ta thấy rằng cái hiệu quả của điều trị giảm đau thì thường nó không đạt được 100%, rất ít bệnh nhân có thể giảm đau được hoàn toàn với cái điều trị. Và nếu chúng ta thấy một cái điều trị mà nó có thể giảm đau cho bệnh nhân được từ 30% tới 50%, thì được xem là một cái giảm đau có ý nghĩa về mặt lâm sàng, theo Hiệp hội đái tháo đường Canada vào năm 2018. Và gần đây người ta cũng thấy là một số bệnh nhân bị cái biến chứng thần kinh ngoại biên gây đau của đái tháo đường mà không đáp ứng với những cái điều trị hiện tại đó thì người ta có thể sử dụng những cái phương pháp điều trị chuyên sâu về giảm đau thần kinh hơn như là ở đây ta thấy là châm cứu hay là tiêm cái botulinum toxin hay là những cái điều trị giải áp cái cái thần kinh ngoại biên và một cái phương pháp mới gần đây nữa đó là kích thích cái tủy sống có bằng chứng nghiên cứu khá là mạnh có thể làm giảm được 80% cái, cái 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 triệu chứng đau cho bệnh nhân mà tự nhiên phải đánh đổi lại 3% cái nguy cơ nhiễm trùng thì đây cũng là một cái hướng điều trị giảm đau mới mà đang được uh, nhắc tới nhiều trong những cái uh, thông tin điều trị giảm đau gần đây cho người đái tháo đường. Và để kết thúc cái phần trình bày này chúng tôi xin có một cái tình huống lâm sàng để quý đồng nghiệp chúng ta uh, có thể uh, suy nghĩ và chúng ta uh, <laughs> gửi cái cái phần trả lời uh, cho chương trình trước khi chúng ta đến cái buổi livestream hai tuần kế tiếp à, thì đây là chúng ta có một bệnh nhân nam 64 tuổi nghề nghiệp là nông dân à, sống ở Long An bệnh nhân này có tiền căn đái tháo đường tiếp 2 trên 20 năm được điều trị với insulin bít 30 70 à, với cái liều là sáng 30 đơn vị chiều là 25 đơn vị mét min, à, 1 gram 2 lần một ngày bệnh nhân có tăng huyết áp có viêm gan siêu vi C có hút thuốc lá 15 gói năm và uống nhiều rượu bia thì bệnh nhân này bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rác châm chích đau hai bàn chân tăng về đêm và thỉnh thoảng đi về rất dép trong vòng 5 năm nay thì về mặt bệnh sử cách nhập viện 10 ngày bệnh nhân ngâm chân vào nước nóng có pha với thuốc nam và sau đó thì chúng ta thấy như cái hình này bàn chân nó bị phồng rộp lên và nó nổi những cái bóng nước ở trên đó sau đó thì bệnh nhân được điều trị trong vòng 8 ngày tại y tế địa phương thì không có giảm và sau đó thì bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đại học bây giờ thì đây là cái hình ảnh cái bàn chân của bệnh nhân lúc mà bệnh nhân nhập vào bệnh viện học bây giờ chúng ta thấy nó phòng rộp nó có những cái vết chai và nó có những cái chỗ nó da nó bị bông ra sau một cái thời gian điều trị ở á, tuyến trước thì khi mà thăm khám thì bệnh nhân tỉnh không có dấu mất nước mạch là 80 lần một phút huyết áp là 170 trên 80 mm thủy ngân chiều cao là 1m68 cân nặng là 60 kg BMI là 21,2 kg trên mét vuông À, không phù mạch mu chân và chạy sao bắt thì còn rõ thì các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có đường huyết à, lúc à, bất kỳ là 260 mg trên đời HB1C là 11 phần trăm bạch cầu máu là 16.000 trong đó neutrophil là 48 phần trăm CRB là 17 và hemoglobin của bệnh nhân là 85 retinin là 3 mg trên đề lít, à, cái độ lọc cầu thận là 21 ml phút albumin máu là 26 g trên lít cái tỷ lệ albumin trên creatinin nước tiểu là 845 mg trên gram. Chụp võng mạc thì có bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh và điện tâm đồ có dây thất trái bệnh tim thiếu máu cục bộ. Như vậy thì năm cái câu hỏi đặt ra. Thứ nhất, bệnh nhân này có biến chứng thần kinh ngoại biên hay không? À, và chúng ta cần phải thăm khám thêm cái vấn đề gì trên lâm sàng để khẳng định chẩn đoán. Thứ hai là xác định các yếu tố nguy cơ của biến chứng thần kinh ngoại biên trên bệnh nhân này. Thứ ba, chúng ta có thực cần phải thực hiện thêm cận lâm sàng gì để chẩn đoán xác định bệnh thần kinh ngoại biên cho người bệnh hay không thứ tư xác định mục tiêu kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân này và cuối cùng là nêu các mục tiêu điều trị biến chứng thần kinh ngoại biên uh, cho cái bệnh nhân trong tình huống này thì tôi xin có ba cái kết luận uh, liên quan tới cái bài giảng ngày hôm nay thứ nhất bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường uh, thường nó xảy ra ở một cái người đái tháo đường lâu năm kiểm soát kém nó làm giảm chất lượng cuộc sống và gia tăng nguy cơ đoạn chi cho bệnh nhân. Cái kết luận thứ hai, việc chẩn đoán bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường ta căn cứ vào cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân dựa vào cái vấn đề hỏi triệu chứng cơ năng thăm khám những cái test trên lâm sàng loại trừ các nguyên nhân khác và hiếm khi cần đến cái cận lâm sàng để có thể chẩn đoán xác định và cái việc điều trị dựa vào kiểm soát đa yếu tố nguy cơ trong đó nhấn mạnh cái kiểm soát đường huyết đạt mục tiêu chống cái tình trạng dao động đường huyết. À, không có kiểm soát đường huyết mà giảm quá nhanh trong cái thời gian ngắn và chúng ta cần phải kết hợp song song giữa những cái điều trị triệu chứng à, giảm đau với những cái nhóm thuốc đầu tay như là thuốc chống động kinh hay là những cái thuốc ức chế tái hấp thu serotonin và có thể phối hợp thêm những cái thuốc chống trầm cảm ba vòng à, và phải quan trọng là chúng ta sẽ giáo dục phòng ngừa bệnh nhân bị loét chân bởi vì cái bệnh thần kinh ngoại biên là một yếu tố nguy cơ rất là quan trọng có thể đưa đến loét chân và làm gia tăng nguy cơ đoạn chi ở cái người bị đái tháo đường kiểm soát kém thì phần trình bày của tôi đến đây là hết xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp